này thiện hiện đại bồ tát ấy khi quán như vậy khiến tâm chẳng loạn nếu tâm chẳng loạn thì chẳng thấy pháp nếu chẳng thấy Pháp thì chẳng chứng đắc. Vì sao? Này thiện hiện vì Đại Bồ Tát ấy khéo học tự tướng các Pháp đều là không, không có Pháp nào có thể tăng, không có Pháp nào có thể giảm, cho nên đối với chẳng thấy, chẳng chứng. Vì sao? Này thiện hiện vì ở trong thắng nghĩa đế của tất cả Pháp, năng chứng, sở chứng, chỗ chứng, thời gian chứng, và do Pháp đó được chứng, hoặc hiệp, hoặc ly, đều chẳng thể nắm bắt được được, chẳng thể thấy được. Khi ấy, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, như Phật đã dạy, các đại Bồ Tát đối với cái không của các Pháp chẳng nên chứng đắc. Bạch Thế Tôn, vì sao các đại Bồ Tát an trụ cái không của các Pháp mà chẳng chứng đắc? Phật dạy, này thiện hiện các đại Bồ Tát khi quán cái không của Pháp, thì trước hết nghĩ thế này, ta nên quán các tướng của Pháp đều không chẳng nên chứng đắc ta vì học nên quán cái không của các pháp chứ chẳng vì chứng đắc mà quán cái không của các pháp nay là lúc học chứ chẳng phải là lúc chứng này thiện hiện đại bồ tát ấy chưa nhập định vị buộc tâm ở sở duyên khi đã nhập định thì chẳng để tâm nơi cảnh này thiện hiện đại bồ tát ấy ở trong lúc này chẳng từ bỏ bố thí ba la mật đa chẳng chứng lậu tận chẳng từ bỏ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng chứng lậu tận chẳng từ bỏ pháp không nội chẳng chứng lậu tận chẳng từ bỏ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh chẳng chứng lậu tận chẳng từ bỏ chân như chẳng chứng lậu tận chẳng từ bỏ pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì chẳng chứng lậu tận chẳng từ bỏ thánh đế khổ chẳng chứng lậu tận chẳng từ bỏ thánh đế tập diệt đạo chẳng chứng lậu tận chẳng từ bỏ bốn tịnh lự chẳng chứng lậu tận chẳng từ bỏ bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng chứng lậu tận